ấp Tân Thanh, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiến có 294 hộ dân. Nơi đây được coi là vùng xa của tỉnh Bình Dương. Những năm qua, bên cạnh chú trọng phát triển các mô hình kinh tế, hệ thống giao thông nông thôn cũng được xã nâng cấp mở rộng, tạo sự lưu thông thuận lợi. Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của trưởng ấp Nguyễn Ngọc Giới. Ông là tấm gương hết lòng vì công việc chung, được người dân địa phương quý mến, tin tưởng. Ông Nguyễn Ngọc Giới từng là công nhân nông trường cao su. Sau khi nghỉ hưu, ông về sinh hoạt đảng tại địa phương. Với tính tình cởi mở, nhiệt tình, tích cực tham gia nhiều hoạt động phong trào, nên từ năm 2017, ông được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng ấp Tân Thanh. Với vai trò người đứng đầu trong ấp, ông đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện các công trình phần việc để nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài việc triển khai xây dựng các tuyến dân cư kiểu mẫu dọc theo tuyến lộ giao thông nông thôn, ông còn cùng với chi ủy chi bộ, các đoàn thể ấp, vận động nhân dân thường xuyên dọn cỏ, làm sạch các tuyến đường, thực hiện công trình chiếu sáng đường quê, xây dựng điểm tập kết rác, tiến hành thu gom, tiêu hủy rác thải theo quy định để giữ vệ sinh môi trường nơi ở được sạch sẽ. Khi mà mình triển khai các công việc thì đều được người dân là hưởng ứng rất là nhiệt tình. Còn về cái khó khăn thì đôi lúc cũng còn một số hộ người ta chưa hiểu, thì người ta cũng còn chưa có gọi là hỗ trợ mình nhiều. Nhưng mà sau khi ban lãnh đạo cũng như ban công tác mặt trận cùng các chi tổ hộ với người dân đi làm, thì sau đó người ta cũng hiểu hơn về cái ý nghĩa, cái tầm quan trọng của cái xây dựng nông thôn mới. Trong cái thời gian vừa qua thì người dân ủng hộ cũng rất là tốt. Tuyến đường DH708 nối từ xã Minh Tân đến huyện Dầu Tiến, chạy qua ấp Tân Thanh thường xuất hiện nhiều ổ gà. Năm 2022, ông Giới tiến hành dặm vá những ổ gà đầu tiên trên tuyến đường này. Điều kiện có đến đâu, ông dặm vá đến đó. Việc làm của ông cũng dần lan tỏa đến người dân, được nhiều người hưởng ứng và chung tay sửa đường. Ai có điều kiện thì mua đất đá, xi măng, nhựa đường. Người không có tiền thì góp công góp sức. Cứ thế, những ổ gà ổ voi dần được san phẳng, làm cho việc đi lại thuận lợi hơn. Đây được coi là tuyến đường kiểu mẫu của địa phương. Không chỉ tham gia sửa đường, ông Giới còn rất tâm huyết mẫu mực trong thực hiện đề án số 02 về công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Để làm tốt đề án ý nghĩa này, ông đã vận động nhân dân lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, trồng cây xanh ven các tuyến đường, phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể vận động nhân dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Kết quả hàng năm có trên 95% hộ dân trong ấp được công nhận là gia đình văn hóa. Ấp Tân Thanh cũng liên tục đạt ấp văn hóa. Bên cạnh đó, ông cũng luôn sát cánh cùng ban công tác mặt trận ấp tìm cách giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, đời sống các gia đình trong ấp ngày càng được cải thiện. Qua quá trình công tác thì anh Giới là một người cán bộ ấp rất là năng nổ, nhiệt tình, có trách nhiệm với người dân trong tất cả các cái lĩnh vực cùng với người dân. Tham gia là sửa chữa cái đường giao thông nông thôn và cái đường của DH của huyện trên địa bàn đi ngang xã Minh Tân. Khi có cái hư hỏng ổ gà, anh Giới anh đã có là tổ chức là dặm vá để mà cho đường thông, đường dễ đi cho bà con đi lại dễ dàng, không xảy ra tai nạn giao thông. Trong suốt 3 nhiệm kỳ từ năm 2017 đến nay, ông Nguyễn Ngọc Giới được lãnh đạo huyện Dầu Tiến, lãnh đạo xã Minh Tân đánh giá cao về sự gương mẫu nỗ lực trong công tác. Ông là điển hình của người cán bộ miệng nói tay làm, nói dân nghe, làm dân tin và rất được lòng dân. Nghĩa cử cao đẹp của ông được nhân dân trong xã ghi nhận biểu dương, là tấm gương sáng để nhân rộng. Hình ảnh người đảng viên trưởng ấp năng nổ nhiệt tình như ông Nguyễn Ngọc Giới không chỉ là cánh tay nối dài của cấp ủy chính quyền địa phương, mà còn trở thành chỗ dựa tin cậy của người dân nơi đây.